Ultrabook tiên phong sáng tạo nhất LG Gram 2022. Gọn nhẹ, nhanh mượt và thông minh là ba từ có thể mô tả chính xác nhất về LG Gram 2022. Kể từ khi ra đời từ năm 2015 đến nay, dòng laptop Gram của LG vẫn luôn tạo được sự ấn tượng về độ mỏng và sự bền bỉ khó tin. Phiên bản 17 inch lớn nhất cũng chỉ nặng 1,35 kg, ngang với các laptop 13 inch là chiếc laptop 17 inch nhẹ nhất hiện nay. Trọng lượng của Gram được san đều trên toàn bộ phần thân máy, khiến chiếc laptop này càng thêm nhẹ, tự tin cầm máy bằng một tay. Bàn lề của Gram chắc chắn cho phép mở màn hình bằng một tay dễ dàng. Gram 2022 tiếp tục đạt được độ bền chuẩn quân sự MIL-ST810, đem lại sự tự tin khi sử dụng. Thế hệ mới có 3 màu, gồm trắng, đen và xám than, trong đó xám than là màu mới. Một điểm thú vị nữa đó là mọi chi tiết đóng hộp của máy đều là vật liệu thân thiện với môi trường, thậm chí còn có một phần để chuyển đổi khéo léo thành lịch đề bàn và hộp đựng bút chì. Máy sở hữu đủ các cổng kết nối gồm 2 cổng USB-C Thunderbolt 4 hỗ trợ USB 4, 1 nhân HDMI, 1 nhân jack 3.5mm, 1 nhân micro SD, 2 nhân USB-A 3.2 Gen 2. Thông số màn hình không phải dạng vừa với tấm nền IPS độ phân giải cao 2.5K, 2560x1600 pixel, độ sáng 350 nit, độ thông phản 1200 1, đáp ứng được 99% giải màu DCI P3 chống lóa. Màn hình 1610 này tỏa ra đặc biệt phù hợp với các công việc văn phòng, làm việc nhiều với văn bản, bảng tính hay nội dung web. Chất lượng hiển thị rất tốt, độ sắc nét cao, độ sáng tốt, màu sắc dịu mắt, trong trẻo, hiển thị màu chuẩn xác, hoàn toàn có thể dùng tốt trong việc chỉnh ảnh hậu kỳ video bán chuyên. Trên thế hệ 2022, LG Gram đã được nâng cấp cấu hình, sử dụng CPU Intel Gen 12 Alder Lake P hiệu năng tốt hơn Intel Gen 11 Tiger Lake khá nhiều. Mức TDP có thể lên tới 64W, vì vậy mở vài ba chục tab Chrome, mở song song Photoshop, Lightroom để chỉnh ảnh, không làm khó nổi Gram 2022. Những tựa game eSports như Liên Minh Huyền Thoại hay CSGO có thể cân tốt. Trên phiên bản 17 inch, dung lượng pin là 80W, đáp ứng một ngày sử dụng thông thường. Nhưng ấn tượng hơn cả chính là bộ công cụ LG Gram by Miramatrix mang tới nhiều tính năng thông minh mà không chiếc laptop nào khác có được. Chẳng hạn, máy sẽ khóa màn hình khi người dùng không ngồi trước máy. Máy cũng cảnh báo cho người dùng và làm mờ nội dung hiển thị nếu webcam phát hiện ai đó khác nhìn vào màn hình. Nếu kết nối một màn hình ngoài, máy sẽ theo dõi ánh mắt của bạn và di chuyển con trỏ chuột cho phù hợp. LG Gram 2022 rõ ràng là thế hệ nâng cấp đáng ghi nhận, đặc biệt là về sức mạnh, đồng thời khắc phục những điểm chưa tốt từ thế hệ trước. Trải nghiệm làm việc thoải mái hơn nhờ những tính năng thông minh được trang bị.